lòng chợt sao xuyến khi sống đau thương sôi bùng lên, hoàn nạn theo đến làm vẫn vương bao ưu phiền, nghẹn ngào trong đêm cố gắng không nguôi được nỗi niềm, rồi Chúa đến bên đã khiến tâm tôi nghỉ yên. Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi, Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong ba biển khơi, Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi, Ngài đỡ tôi lên dẫn bước chân tôi bình yên. Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi, Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong ba biển khơi, Chúa bên tôi ban sức mạnh trong cơn thử thách, Ngài đỡ tôi lên dẫn bước chân tôi bình yên. Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi, Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong ba biển khơi, Chúa ban cho sự sống tâm hồn càng tươi, trong tôi tràn ra mãi, Ngài đỡ tôi lên khiến bước chân tôi mạnh thêm, Ngài nâng tôi lên.
Chân con sao, thân phận con xác thân hèn mọn. Ngài dựa chân con sao, thân phận con xác thân thu tạo. Ngài dựa chân con, Ngài là vua muôn vua, Ngài là chúa các chúa. Ngài dựa chân con sao, dựa chân con cho hồn con hết bao tội đời. Ngài dựa chân con đi, linh hồn con khát khao một lần. Ngài dựa chân con vì Ngài yêu thương con, Ngài dạy con yêu thương, yêu mọi người như xác thân con. Ngài dựa chân con để cho con hết thôi ở thờ. Ngài dựa chân con đi cho toàn thân khắp nơi đường sạch. Ngài đã dựa chân con để cho con biết noi gương Ngài. Ngài đã dựa chân con ôi tình yêu. Ngài dựa chân con sao, con làm sao xứng ân tình Ngài. Ngài dựa chân con sao,
chi tội đời mang trên vai. Ngài dựa chân con sao? Ngài dựa chân con cho hồn con trắng trong một đời. Ngài dựa chân con đi, linh hồn con sẽ nên vẹn toàn. Ngài dựa chân con vì Ngài yêu thương con, Ngài dạy con yêu thương, yêu nhân loại tình nghĩa anh em. Ngài dựa chân con để cho con hết thôi ở thờ. Ngài dựa chân con đi cho con thân khắp nơi đường xanh. Ngài đã dựa chân con để cho con biết noi gương Ngài. Ngài đã dựa chân con ôi tình yêu. Chân con đi cho toàn thân khắp nơi được sạch. Ngài đã rửa chân con để cho con biết noi gương Ngài. Ngài đã rửa chân con ôi tình yêu cao thắm khôn lường. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ 3 của tuần 28 thường niên năm A. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng Luca chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói thì có một người Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông rằng: "Này, nhóm Pha-ri-sêu, các người bên ngoài chén dĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe kể lại chuyện Chúa Giêsu được một người Pha-ri-sêu mời về nhà dùng bữa. Theo tập tục của người Do Thái phải rửa tay trước khi ăn cơm. Khi thấy Chúa Giêsu không rửa tay, người Pha-ri-sêu lấy làm lạ. Và Chúa biết được thái độ không vui của người Pha-ri-sêu, cho nên Chúa Giêsu đã lên tiếng nói: "Này Pha-ri-sêu, các người bên ngoài chén đĩa thì rửa sạch, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và gian tà. Thật ngốc, đấng đã làm ra cái bên ngoài là chẳng làm ra cái bên trong sao?" Kỳ thực việc rửa tay trước khi ăn cơm là điều tốt, nhưng có một điều tốt hơn Chúa nói đến, ấy là cái bên trong. Cái bên trong chính là tấm lòng của con người. Có lần Chúa nói bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế. Chúa Giêsu muốn dạy Pha-ri-sêu năm xưa cũng như chúng ta hôm nay là hãy bố thí những cái bên trong thì mọi sự sẽ trở nên thanh sạch cho các người. Cái bên trong ấy chính là tấm lòng của chúng ta. Cái bên trong ấy là lòng bác ái, yêu thương, quảng đại. Nếu chúng ta biết tặng ban cho nhau cái bên trong ấy, thì mọi sự sẽ trở nên thanh sạch.
và tốt đẹp gấp bội phần với những hình thức bên ngoài, thưa anh chị em. Cũng để sửa dạy nhóm Pharisêu mà có lần Chúa Giêsu nói rằng: ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Lòng nhân ái phải là căn bản trong mọi phán đoán của chúng ta đối với tha nhân. Cần phải hành xử theo lòng nhân ái này hơn là xét đoán tha nhân bằng những việc bên ngoài. Vâng, lề luật tối thượng là lòng nhân hậu. Để bảo vệ con người cần phải có lề luật. Để xã hội tiến triển trật tự cần phải có lề luật. Nhưng nếu những lề luật đó trở nên thành bất nhân, không bảo vệ con người, không đem lại hạnh phúc cho con người, cần cũng phải bỏ đi lề luật ấy. Thờ phượng Chúa là điều phải làm, nhưng nếu vì lề luật mà không có lòng nhân hậu thì Chúa cũng sẽ không ưng thuận. Đấy là điều Chúa muốn dạy chúng ta. Nên để đối nhân xử thế, chúng ta thường nghe sống phải có tình có lý, ta gọi là thấu tình đạt lý là vậy. Trong tiếng Việt của chúng ta có một từ rất hay là lý lẽ. Lý là nói về lề luật, lẽ là nói về tình cảm. Tình cảm chi phối cuộc sống của con người hơn là pháp luật. Luật pháp cần nhưng chưa đủ bao giờ. Hãy trao cho nhau tấm lòng nhân ái thì chúng ta sẽ nên thanh sạch. Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng thương xót như Chúa. Xin tạo cho chúng con một tấm lòng nhân ái để chúng con biết trao cho nhau sự yêu thương, quan tâm, lo lắng. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại để không còn chua cay, gắt gỏng, thóa mạ nhau mà chỉ nói lời xây dựng cho nhau. Amen. Xin đời con.
lạy Chúa, ta lạy Chúa, uy quyền khả ai trong hình bóng hiền thờ, ta lạy Chúa, uy quyền khả ai nên nguồn sống hồi thương xưa kia, Chúa đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến, dương nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá, là mình mau thánh ngài. Xin thành tâm mến yêu, chúng con xin thành tâm kính thờ. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ai trong hình bóng hiền thần. Thờ lạy Chúa, lạy Chúa, uy quyền khả ai nên nguồn sống thế trời. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ai trong hình bóng hiền thần. Thờ lạy Chúa, lạy Chúa, uy quyền khả ai nên nguồn sống thế trời. Jesus, 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 Jesus,
chấp nhận sống kiếp khổ lên ngài đợi mong bữa no
Chúa mà lấy lại là chúng tắt hơi liền, sẽ trở về bụi cát. Chính Ngài đã tặng ban xuân khi này, mọi loài dựng nên luôn làm Chúa hỷ hoa. Tới vời những cường từ đắng